Xin chào tất cả anh em đã quay lại video mới bên kênh Khoan Pin Ngoại Nhật của em nha. Thì tuần này bên em về được một lô máy máy mới và những có những cái cây này là cái máy massage hạng 7 ha, mà điện Nhật đó, nhưng cái mini. Thì anh em nào đang xem video chưa có bấm đăng ký kênh thì nhớ bấm ra đăng ký kênh để mình theo dõi những video mới nhất. Anh em nào đang theo dõi video thì nhớ cho em xin một nút like. Cảm ơn anh em đã dành thời gian theo dõi video hôm nay. Thì hôm nay em sẽ lên một số máy như vậy. Đầu tiên thì có cái lô hàng máy massage ha, máy massage con này là của hãng Doctor E. Thì dòng này nó xài pin lithium, sử dụng cái cổng sạc micro USB nha, dòng này sử dụng cổng sạc micro USB rất là tiện lợi luôn, cổng sạc hiện tại rất là thông dụng, xài chung một sạc điện thoại của mình ha. Đây con này có mã đàng hoàng nha, đây sử dụng pin lithium 7V2, dung lượng là 2200 nha, đây điện áp sạc là 5V2A, đây các bạn máy, con này là hàng nội địa Nhật, chạy rất là êm luôn, con này cực kỳ êm, chạy cực kỳ êm, có 3 cấp tốc độ. Đây là có ba cấp nhanh chậm á, chạy không nghe tiếng luôn á. Này em bấm nút chạy mát rồi nè, nút số 3 nè, anh em nghe không nghe tiếng luôn, thấy không? Để kế bên anh em nghe nha. Đó. Chạy cực kỳ êm luôn. Nói chung là mấy con này mà so với mấy con bán trên thị trường hàng China thì không bao giờ nó so sánh bằng được. Con này rất là cực kỳ êm mà chạy nó, chế độ massage của nó là nó có chế độ tự ngắt, tức nghĩa là mình chạy 15 phút là nó sẽ tự động tắt máy luôn. Nó đúng 15 phút là tắt. Đó. Con này thì em sẽ cần tặng kèm cho mình cái bộ mà mấy cái đồ massage ha. Thì bộ đồ massage của nó thì cái này là em đặt riêng ngoài thôi, tại vì đồ bãi về thì nó không có, này em đặt riêng ngoài tặng kèm cho anh em về, nói chung là về chỉ gắn cho mà xài thôi, nói chung nó cũng dễ xài lắm, không cần mình gắn cái đầu vô, mình muốn xài cái đầu nào mình chỉ cần thay đổi cái đầu đó là mình gắn cho mình xài được hết. Thì em sẽ tặng 4 đầu 4 kiểu cho anh em. Đây bốn đầu bốn kiểu như vậy, bốn kiểu đầu như vậy, thấy không, đủ bộ hết. Về anh em chỉ gắn vô xài thôi. Thì con này á, cái đầu này á thì thực ra là cái nguyên bản của nó sẽ là ngắn hơn một xíu như vậy. Cái này về anh em chỉ cần cắt bớt một chút xíu chân cho này thôi. Cái chân này bằng nhựa thì mình cắt, chịu khó cắt bớt một xíu thôi, còn anh em làm không cắt được thì cứ nói em sẽ cắt giùm luôn cho. Dạ, cắt ngắn về là gắn cho nó vừa thích luôn, không có cần chế cháo gì thêm nha. Tại vì con này lúc trước em thấy mấy anh kia bán trên cũng có bán trên YouTube mà viết chế keo rồi, còn con này thì đầu nó làm giống như là zin luôn đó, thấy không, mình chỉ cần cắt một chút xíu là nó vừa thích luôn, không có cần phải chế cháo gì thêm nha. Chạy cực kỳ êm luôn. Đây massage ha, massage rất là đã. Thì cái chế độ tắt mở này mình bấm nhấn giữ 3 giây ha, nhấn giữ 3 giây nó tự động mở, nhấn giữ 3 đoạn giây thì nó tắt. Đó. Lên nè. Báo đèn nè. Đó là cấp số 1 nè, cấp số 2, cấp số 3. Tắt mình nhấn đè giữ chút xíu. Đó là tự tắt ha. Tháo đầu thì mình cứ rút ra thôi. Đó. Tương tự gắn cái đầu vô vậy. Nè, cái đầu nguyên bản của nó là em đặt riêng ngoài thì nó sẽ không có cái độ dài, nó sẽ dài hơn chút xíu. Anh em để vậy thay cũng được, nhưng mà kiểu là nhìn nó không có đẹp. Nó dễ bung hơn. Thì vì mình chỉ cắt xử lý là mình cắt chút xíu cái phần nhựa chân chỗ này là nó vừa ngắm, giống như cái đầu này em cắt sẵn rồi nè. Chỉ cần cắt một xíu thôi. Đó là nó vừa y chang luôn, không cần phải chế cháo gì thêm nha. Không cần dán keo đi cái này nữa. Nếu mà dán keo thì mình không có xài được nhiều đầu, nên là nó rất là bất tiện. Cái này thì anh em chỉ cần cắt thôi. Còn anh em nào không có đồ cắt thì cứ báo em sẽ cắt giùm luôn cho. Đó. Cắt vậy thì gắn vô xài, mình không xài mình rút cái đầu ra, thay cái đầu mới vô là xong ha. Rồi thì cái này em sẽ bán máy và tặng kèm cho mình là bốn cái combo đầu massage như vậy. Đó. Một máy kèm bốn cái đầu combo vậy là 450. Ha, 450. Con này là hàng của hàng Doctor E nha, không phải là có mấy cái máy mà Trung Quốc bán trên thị trường mà nó hiện tại trên Shopee rồi hay bán đâu nha. Đó, này như con Doctor E này trên anh em có thể tra trên web hãng á, cũng còn bán, hiện tại bên Nhật cũng còn bán cái dòng này. Con này chạy cực kỳ, nói chung đồ mà về y tế hay là về sức khỏe thì bên con này rất là ngon luôn. Đó. Rồi em sẽ bán kèm như vậy. Đó, một cái máy tặng kèm bốn cái đầu là 450. 450. Thì về trường hợp pin này thì bên em sẽ hỗ trợ cho anh em, bảo hành cho anh em 6 tháng luôn nha. Đó. Nên em thấy có chỗ mấy cái kênh khác thì bán thì họ chỉ không bao test pin thôi, không bảo hành, nhưng mà bên em chuyên làm pin thì cái vấn đề pin thì bảo anh em bảo hành cho anh em 6 tháng, anh em cứ xài thoải mái ha.
trong vòng 6 tháng nó pin có hư hỏng thì bên em sửa hoàn toàn miễn phí hết, không có tính phí ha. Đó, đó là cái cam kết bên em. À, thì mình chia bên em chuyên làm pin nên là có vấn đề pin thì anh em cứ yên tâm nha. Đó, bảo hành cho anh em, anh em pin là 6 tháng luôn. Thôi. Em sẽ bán combo vậy là 450 ha. Anh em về sạc chung cục sạc điện thoại nha. Cái này thì nó không có kèm theo cục sạc, mình về sạc ra một sạc điện thoại là sạc ok thôi. Rồi. Cái này thì em có được 3 bộ. Thật ra là cái về cái lô rất là nhiều luôn, tầm mười mấy cây nhưng mà đa số là nó bị hư hết. Chỉ có được vài cây em thôi. Con này pin hết nè. Con này hết pin nó chết nè. Con này pin đầy nè, xanh. Nói chung là chạy cực kỳ êm luôn ha. Nó có những cái anh em nhìn cái độ rung massage của nó nè. Đó. Tắt nè. Không. Rồi, em được 3 cây nha, 3 cây về ngoại hình thì nó cũng giống nhau thôi, nó cũng xem thôi. Đó. Nói chung hàng qua sử dụng rồi thì ngoại hình nó cũng tương đối, nhưng mà con này thì ngoại hình cũng nó nhìn nó còn đẹp chứ không đến nỗi là xấu ha. Khoảng 85-90% vậy đó. Thì độ chạy xước thì đương nhiên chắc chắn sẽ có rồi, chứ không thể nào không có, tại vì về ngoài bãi nó quăng hàng nhiều quá, nó đầy nó chạy xước. Lô em lấy được khoảng tầm mười mấy cây đó, nhưng mà sóng nói chung là chạy full êm thì chỉ làm được có 3-4 cây thôi. 4 cây mà em đang xài 1 cây, còn 3 cây đang bán. Anh em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ nha. Con này chạy cầm rất là vừa tay luôn, êm, chạy cực kỳ êm nha. Rồi, có một cây pick up con này anh em nhìn có thể là mang máy nó giống Makita ha, nhưng mà không phải. Con này là của hãng gì, Inuit gì. Thông số nó toàn tour nó là 230 vòng nha. Con này thì tour 230 vòng. Lực của nó là 4, lực là 10 Newton nha. Cái tem nó hơi bị bong bong lên không thấy rõ. Đây, cái lực là 10 Newton. Thì con này nó sử dụng 8 V. Cái này thì em mua lại của cái anh kia. Thì pin ảnh là thay mới rồi, thay hai xe Samsung luôn này. Con này thì nó không có đèn LED nha. Có cái đèn LED nhưng mà không biết sao nó không sáng. Đó, nó mất đèn LED. Nó có cái công tắc đây này, chắc nó hư công tắc chỗ này nè. Đó. Còn cái này là LED báo pin, dưới đây là LED báo pin. Đó, báo pin thì pin còn đầy, nó còn 3 chấm nè, xanh đỏ vàng ha. Con này thì cấp trượt chạy cũng rất là êm luôn. Nói chung anh em làm đồ nhẹ chắc con này nó phù hợp nè. Em gắn cái tiếp cho em test cái lực cho anh em coi. Con này cấp trượt ha. Nó tới 2 máy cấp trượt lận. Nó tới 21 cấp trượt lận nha, 21 cấp trượt lận. Đó, rồi test sơ vậy thôi ha. Chức năng thì hoàn chỉnh bình thường hết. Chạy em. Đầu thì đầu vết thông dụng rồi, không có gì để nói. Sạc, dắt sạc nằm đây. Này là báo pin, còn đây cái này là led máy nhưng mà nó bị chắc hư công tắc rồi, hay không có sáng nè. Rồi, cây này thì để cho anh em là 450 ha, 450 là đã kèm sạc rồi nha. Nói chung cây này thì pin anh thấy là anh đã làm mới rồi. Vì thấy nó ngộ thì mua về mình kiểu mình nghiên cứu, sưu tầm, chơi thử, thời gian mình như khám phá vậy xong mình bán thôi. Nói chung cũng không giữ lại mấy cây này để làm gì. Cái này là khóa cò, nút mình khóa cò. Còn nó gạt lên. Ngoại hình con này cũng còn đẹp lắm. Nói chung là ngoại hình len can luôn. Nè. Rồi, cái này em bán 450 nha. Cái này pin làm mới rồi, tính ra làm hai pin xe Samsung thì cũng hết gần 100.000 rồi. Đó, công cán đồ vô khoảng tầm 100.000, anh em vô thợ làm 100.000, tính ra cái máy nó còn có 300. Kim cục sạc nữa. Đó. Rồi. Full bộ này là 450. Đó, anh em chuyển khoản đủ thì vẫn được bao ship nha. Đó, cái bộ này là 450 nè. Con này thì con cây thôi, anh em nào nhanh tay thì chốt nha. 450. Thôi thêm một cây hàng độc nữa. Con này trước giờ em mới thấy lần đầu tiên luôn á. Con này phải nói là nó chỉnh tùm lum hướng luôn. Chỉnh nói chung là không có hướng nào mà chỉnh không được này. Quẹt lên, quẹt xuống ha. Đó, xéo xéo chút nè. Thẳng nè, qua nè. Đó, có cái khớp hết. Rồi dùng góc 90 độ được luôn nè. Chưa đâu, còn khớp này nữa. Đó.
chỉnh lên đây ha, chỉnh lên chút xíu cũng được nè, chỉnh lên chút xíu cũng được nè, chỉnh vuông góc được nè, chỉnh qua đây được luôn. Đó, nói chung là con này nó chỉnh tùm lum góc hết đó, thấy không? Rồi cái này góc này bẻ lên được nè, đó. Thấy không? Con này thì nó chỉnh thôi, nó là nó chỉnh quá trời góc luôn. Chưa đâu, còn một cái nữa. Đây, cái này mình xây được cái đầu trên nữa nè. Đó, anh em thấy lọc không? Đó, xây kiểu vậy luôn. Xây quay nè. Đó, nói chung là nó xây vòng tròn được luôn. Đó. Xây cái khớp nè. Kiểu này hoặc là kiểu qua bên đây cũng được luôn. Còn cái này là cái chỗ để pin của cái đèn LED nha. Con này không biết sao nó thiết kế nó làm cái học pin riêng cũng hiểu. Đây. Cái này thì em chưa gắn pin thử, nhà đang hết pin này chưa gắn thể thử. Cái này chắc nghĩ anh em gắn pin vô xài thôi, chứ cái đèn LED này nó cũng đâu có gì để nó hư đâu. Đèn LED thì có, mình xài em có thôi. Ha. Đó, này đèn này xoay cũng đủ hướng luôn, cái đèn nó xoay là xoay hơn. Đó, đèn xoay nè. 360 độ luôn. Đó, xoay vòng xoay cho nào chán nghỉ. Đầu vít nè. Con này cái đầu vít nó cũng in luôn cái tên thương hiệu nó. Bét mắt gì đi. Cây này còn rất là đẹp luôn, cây này hình như nó chưa có xài hay sao á. Ngoài hình nè. Xài có hai chân à, mà cái này nó kiếm không có được vỏ pin, chỉ đưa mua được cái máy thôi. Kiếm vỏ pin hoài không thấy. Để em kẹp cộng trừ em test cho anh em chạy cho anh em coi thử ha. Thì chạy bảy của anh hai anh em nào về chế thì chế hai cục pin vô là chạy được rồi. Con này có điều tốc luôn nha. Gắn cái tiếp trường nhìn cho nó dễ. Ồ cũng khỏe lắm nha anh em. Nói chung 7.2 rồi nó cũng khỏe lắm. Nó mạnh hơn 3.6 chắc chắn là. Bẻ góc nè. Đó. À, quá tải tự ngắt. Đảo chiều nè. Xoay lên coi. Nói chung là mình xoay hướng nào nó chạy cũng được đó, tại vì hãng nó thiết kế mà đó, xoay kiểu nè. Con này nói chung là lần đầu tiên gặp luôn. Thiết kế của nó là quá độc. Rồi cái này thì em chỉ có thân máy thôi nha, không có pin sạc đâu nha. Đó. Con này anh em về sưu tầm chế thêm hai cục pin như là xài vô tư luôn. Con này thì nói chung là hàng cực kỳ hiếm rồi đó. Nói chung em bán cái đồ bãi mà lâu lắm rồi mà lần đầu tiên gặp cái cây kiểu nó lạ vậy. Con này của hãng Bestmark kìa nè. Này anh nghĩ anh em mà chụp hình lại mình tra lên Google chắc có. Chắc chắn có luôn. Mà nó không biết, này chắc bên Nhật thôi chứ còn hầu như bên web mà sàn thương mại của em cũng chưa thấy dòng này luôn. Đây là thông số đó nè. Quả trời in cái gì tùm lum hết. 8V ha, đọc sơ sơ thôi, 8V là có điều tốc nha. Nè, vòng tua là no 0 là từ 0 tới 175 vòng. Tiếng Anh tiếng gì đâu không đó. Đó, anh em quay gần cho anh em đọc ha. Ngoài hình nói chung con này chắc gần như mới á, tại vì ngoài bãi nó quăng nó chạy xước thôi. Ngoài anh em nhìn cái đầu vít của nó nè, đầu vít mới ken luôn. Rồi cây này thì anh em về chế hai cục pin vô đây cộng trừ rồi mình làm cái sạc ngoài, anh em về chế cháo được á. Anh em nào mà cái này mà biết chế cháo thì lấy cái này ngon lắm. Về con này là xây đa hướng luôn, xây kiểu nào cũng được hết. À, con này nói chung là lần đầu tiên em gặp luôn, hàng độc hiếm luôn. Rồi cây này thì cái này không biết, cây này 450 luôn, 450 luôn. Anh em chuyển khoản thì em vẫn bao ship nha. Nó nhắc lại là cây này là chưa có pin nha, này cái pin này em kiếm không có, chưa có thấy. Nhưng ngoài bãi nó về có máy không à, thì em lấy được cái máy không à, thì tính là máy là full chức năng giống như em test vậy đó, là 450. Anh em về thêm về chế hai cục pin 18650 vô là chạy vô tư rồi ha. Họ chế mấy cái vỏ pin của mấy con vít gập 7.2 rồi đó, cái đó là tùy khả năng chế. Rồi cái này là 450. Anh em chuyển khoản thì vẫn được bao ship nha. 450, con này nó là độc lạ luôn. Hàng hiếm mới thấy lần đầu. Rồi 450. Rồi thì máy bãi thì hôm nay rất là ít luôn, có nhiêu đó thôi đó. Máy bãi chỉ có mấy cây đó, 2 tuần rồi không bãi không có hàng luôn, hình như bãi đang không có về được hàng. Nghe nó là đang cấm công mà sao không có hàng, nên là lấy được mấy cây thì lên được mấy cây cho anh em coi thôi. Còn nhiều khi cũng muốn mua máy về để làm video lắm nhưng mà không có máy để mua, mà bãi không có hàng, mà nhiều khi thì có hàng giá nó cũng cao quá. Rồi máy bãi thì em chỉ có mấy cây đó thôi nha.
qua những cái máy mới nè. Đó, đợt này thì đặc biệt sẽ có một cái chương trình khuyến mãi cho anh em đã theo dõi kênh, như là đã mua hàng bên em trong thời gian qua. Thì chương trình ưu đãi thì đương nhiên sẽ ưu tiên cho những khách mà đã có mua hàng bên em rồi, hoặc là những khách đã đăng ký kênh rồi ha. Đó, thì em sẽ đợt này em sẽ khuyến mãi 5 bộ. Đó, 5 bộ khoan chức năng, khoan 3 chức năng nha. Con này là máy không than, 3 chức năng là có búa khoan tường. Thì con này là máy không than, 3 chức năng, bắn vít, khoan và khoan búa. Con này nó xài đầu kẹp 10 ly nha, có khóa trục. Thì em sẽ khuyến mãi giá cực kỳ hot cho anh em luôn. Chứ cái combo một thân máy, một viên đóng và một cục sạc. Đây, một cục sạc vậy ha. Là giá là 600. Đó, bình thường thì dòng này bên em bán 700 nha, nhưng mà cái này là giá là ưu chương trình khuyến mãi cho anh em mà đã có mua hàng bên em rồi, hoặc là anh em mà đang có đăng ký kênh rồi ha. À, những dành cho anh em đăng ký kênh rồi, hoặc là thì đương nhiên là dẫn dành cho anh em mà đã có mua hàng rồi, thì nghĩa là khách hàng quen thuộc á, thì sẽ được mua giá combo giá 600. Thì về cái hình thức máy móc và bảo hành thì vẫn bảo hành như nhau nha. Còn bảo hành như bình thường em bán là máy 6 tháng, pin 6 tháng ha. Pin bên em đóng. Đó, pin đóng bảo hành 6 tháng. Rồi, thì cái cục pin này hiện tại đợt này đang đóng là sale Samsung. Đó, Samsung xả cao, con anh em xài thoải mái luôn. Dung lượng là 2A ha. Đó, rồi. Số lượng là 5 bộ. Cực kỳ khỏe nha, con này khoan tường, bắn vít gỗ. Hoặc là anh em vặn mấy cái đồ nhẹ nhẹ thì xài cái bắn vít cấp trượt nè, nói chung là xài rất được nhiều việc. Rồi, em nhắc lại là giá combo phiêu mãi 5 combo là giá là 600 một bộ. 600 một bộ bao gồm một thân máy, một cục pin đóng mới và một cục sạc đế. Máy với pin là bảo hành cho anh em là 6 tháng nhất nha. Đó. Còn đặc biệt anh em chuyển khoản, anh em mà chuyển khoản thì vẫn được bao ship luôn. Đó, giá cực kỳ tốt luôn. Đó. Số lượng chỉ có 5 bộ thôi chứ không có nhiều đâu nha. Nói chung là cái giá này là bán giá, cái này là giá kiểu mà giá để chi ân khách hàng thôi, chứ còn ngoài ra là giá này không có bán là không có lãi đâu. Đó. Thì số lượng chỉ có 5 bộ thôi. Anh em nào mà đã có mua hàng bên em rồi thì có thể cần thêm máy thì có thể tham khảo bộ này. Con này cực kỳ đẹp nha, cầm gọn nhẹ chắc tay. 16/8 thì làm bắn vít, bắn toan, khoan gỗ, khoan sắt đồ vô tư nhất nha. Rồi, 600 một combo, chỉ có 5, số lượng là chỉ có 5 combo nha. Em chỉ có khuyến mãi cho dòng 5 combo thôi. Còn qua hết khuyến mãi 5 combo thì giá quay về những 10 khi là 700 ha. Rồi, như anh em mua cái combo này thì được rẻ hơn 100.000 đó, mà chuyển khoản luôn thì vẫn được bao ship luôn. Đó, nói chung là quá hời luôn. Anh em nào mà chưa có máy hay là mua máy thêm thì cứ nhanh tay nha. Đó, chỉ số lượng chỉ có 5 combo thôi, không có nhiều đâu. Lâu lâu thì làm chương trình khuyến mãi cho anh em thôi, để anh em ủng hộ thêm. Rồi, thì đợt này bu lông về được lỗ lực 1.000 nè. Đó, lực 1.000. Đây, lỗ lực 1.000. Thì sử dụng pin này là pin 10 cell 18650 ha. Con này lực chuẩn 1.000 nha, tại vì bên nhà máy, bên xưởng họ đã test qua máy rồi. À, lực chuẩn 1.000. Và những dòng bu lông á, thì anh em bắn phải có thời gian, chứ không phải là bắn vừa bóp cò cái là ốc nó ra liền đâu nha, không phải nha. Tại vì nhiều khi á, mình phải ngâm một chút xíu thì cái lực nó mới đạt máy, nó mới đạt lên tới 1.000, chứ không phải là vừa bấm cái là nó tới 1.000 đâu, không phải nha, không kiểu, nó không phải kiểu như vậy. Anh em hiểu vấn đề vậy, tại vì bên xưởng họ test là cũng phải có thời gian, nếu như họ bấm một chút xíu á, từ từ mới vô lực nó lên khoảng tầm ví dụ con 1.000 thì cái lực nó lên đầu tiên nó sẽ lên khoảng 500-600, rồi từ từ nó nhích lên, chứ không phải là bấm một cái èo cái là lên 1.000 hả, thì ok, không phải vậy nha. Nhiều khi anh em mà mới xài máy hoặc là anh em cứ hình dung 1.000 là bấm cái là nó lên 1.000 liền, thì không phải như vậy. Với lại á, cái con này á, thì có những trường hợp là anh em mua cái thân máy không, trường hợp là anh em mua cái thân máy không về rồi mình xài mấy cục pin mà trên mấy cái trên mấy trên sàn nó hay bán á, mấy cục pin mà 10 cell mà giá 200 mấy 300 gì đó, nói chung là pin 15 cell mà nó bán có 300 mấy thì có thể là những dòng đó sẽ không có chạy hết công suất của máy này nha. Có thể là anh em mở ốc 19-20 nó mà không ra đó, tại vì nó kiểu là nó không có đủ cái dòng xả để đáp ứng cho cái con máy này, tại vì cái con máy này lực nó chuẩn thì anh em phải cần pin cái dòng xả cao ha. Ít nhất là phải loại 10 cell mà pin đóng dòng xả tầm 40A đổ lên thì nó mới đáp ứng được cái công suất của cái máy này. Còn ngoài ra những cái cục pin mà nó bán trên 200 mấy 300 á, thì dòng xả nó không có tới ha.
nên là nhiều trường hợp là có anh em đã mua rồi, đã mua rồi nhưng mà về mở không có ra ốc mượn chính luôn. Thì anh em mà nói mở không ra ốc mượn chính là em biết chắc chắn là anh em đang xài cục pin đó luôn, thấy không? Em chỉ cần anh em báo là em ơi sao cái máy bữa anh mua của em ngàn về anh mở cái ốc bánh trước xe tay ga mà mở không ra, nó em rồi em hỏi lại là anh đang xài pin gì, anh ấy là anh xài cái cục pin mà theo máy của mấy cái máy Trung Quốc, chứ lại anh có mua cái cục pin mà trên xin mấy trên sàn nó bán 200 mấy 300 mấy một cục quá đó. Thì nó mở không ra, nó chắc chắn là cái trường hợp vậy. Còn về pin em bán cho anh em hả, là cái cục pin này dòng xả nó là 40A ha, em sử dụng cái mạch 65A. Nói về cái mạch nó cũng khác đó. Nói chung là cục pin này nó rất là nhiều yếu tố để nó cấu thành một pin, thứ nhất là mạch và thứ hai là cục pin, dòng xả nó đủ đáp ứng thì anh em mới phát huy hết cái sức cái lực của con máy ha. Còn nhiều khi mình xài cái cục pin mà nó không có đủ chuẩn thì nó cũng không có đủ lực để mà mình xài con máy, nó là vậy. Nhiều trường hợp mà cái cục pin mà anh em mua kiểu giá nó thấp á thì mình về mình gắn mấy cái máy mài hay là máy khoan mà hay bị ngắt tải là vậy đó, là nó không đủ dòng xả, cái mạch nó không đáp ứng được, thứ hai là cái cell cũng không đủ dòng xả để đáp ứng luôn. Thì cái đó là em nói sơ qua cho anh em nào mà hiểu, còn anh em là muốn tư vấn gì thêm thì cứ nhắn Zalo với em ha, 0938158742, thì số điện thoại lúc nào em muốn ghim trên tiêu đề hết trơn á, anh em cứ liên hệ qua bên số Zalo đó ha. Rồi thì nói hơi cũng hơi dài dòng, anh em cũng thông cảm ha, vì nhiều khi không nói thì anh em không hiểu. Rồi thì cái combo như mọi khi em sẽ bán như combo vậy là một máy một pin pin đóng ha, và cùng một cục sạc. Đây cục sạc này là sạc loại tốt nha, sạc 2A đây, sạc 2A loại tốt đủ dòng 2A nha. Thì cái combo như vậy là sẽ là 1,5 triệu đó, 1,5 triệu. Thì con này bao anh em xài làm xe máy đồ, xe 4 chỗ 7 chỗ đồ vô tư nha. Đó với những cục pin này, còn cái những cục pin mà anh em mua mà tầm thấp thì em sẽ không đảm bảo là nó đủ lực nha, tại vì nó không có phát huy hết được cái công suất của máy. Rồi ví dụ combo em bán như vậy thì là bảo hành cho anh em là 6 tháng, thân máy 6 tháng, pin 6 tháng nha. Đó thì máy với pin là bảo hành cho anh em 6 tháng. Con này thì bao cho anh em là sửa xe máy vô tư rồi, nói chung là sửa xe máy thì con ngàn dư 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 lực, xe bánh sao tay ga ốc nồi đồ là vô tư hết nha. Nói chung là xài của bên em đóng thì nó sẽ khác khác nhiều. Rồi combo như là 1,5 triệu bao ship, những cái dòng máy mới này em sẽ bao ship hết 1,5 triệu, anh em nhận hàng thanh toán 1,5 triệu kiểm tra đúng máy đúng pin đúng gì đó thì cứ thanh toán thôi. Thì trong trường hợp máy bên anh em bán ra sẽ có dán tem bảo hành nha, có ghi ngày tháng đầy đủ hết, có số điện thoại cho nó, anh em cần thêm cái gì thì cứ liên hệ bên số điện thoại bên đó ha. Rồi thêm một cái lựa chọn cho anh em nữa là cái combo pin 8A ha, pin 8A sử dụng cell 21700. Thì cái combo này thì nó hơi nặng tay hơn xíu, nhưng mà được lại là anh em nào mà tay khỏe hoặc là làm không có leo trèo nhiều á thì có thể tham khảo qua cái combo này. Thì cái này dung lượng nó sẽ cao hơn, dòng xả nó cũng cao hơn ha, đó dòng xả nó cao hơn. Thì cell này cell loại khác, cell 21700, thì dung lượng dòng này là nó 8A đó, dung lượng 8A. Rồi dòng xả thì nó hơi dư sức rồi, dòng xả tới 70A lần. Thì cái loại này thì pin này thì chuyên dành cho anh em hay rút lõi hay là bắn mấy cái máy cắt máy mài bê tông rồi đó, xài mấy cục này. Thì anh em nào mà không có sợ nặng thì có thể tham khảo bộ bù lông này. Thì cái này thì nó mắc hơn 200 ngàn là do nó mắc tiền hơn của pin thôi, ngoài ra pin sạc thì như nhau đó. Máy với sạc thì như nhau ha đó. Anh em nào mà xài cần lực, cần cái thời gian nó lâu quá mà không muốn thay qua thay lại pin nhiều thì có thể tham khảo qua cái pin 8A này đó. Rồi combo này mắc hơn 200 là 1,7 triệu nha, vẫn bao ship luôn đó. Combo máy với sạc thì pin bên em bán sẽ bao anh em là chạy hết công suất của máy nha, còn mấy cái cục pin mà giống như lúc nãy em nói thì em sẽ không có bao hết được, vì mình không biết cái chất lượng nó sao thì không có nói miệng được ha. Nói chung máy móc cái gì cũng phải qua thông số, cũng phải qua máy móc hết nhưng không nói miệng ha. Rồi combo pin 8A này là 1,7 triệu, còn anh em mà chọn cái pin 4A này á, hay 4A này là 1,5 triệu ha, chắc có hai combo cho anh em lựa chọn. Ngoài ra thì bên em vẫn bán lẻ thân máy cho anh em nào mà có pin sạc rồi nha, trong trường hợp anh em mà có pin đóng rồi thì thể mua cái thân máy này về xài vô tư đó, nó là chân pin máy guitar rồi, chân pin là chân pin anh em hay gọi là chân pin phổ thông, chân pin thông dụng là nó đó. Rồi thân máy dòng này thì bên em đang bán là 950 đó, cũng bao ship luôn. Thì thân máy vẫn bảo hành cho anh em là 6 tháng nha đó, thân máy vẫn bảo hành cho anh em 6 tháng luôn, đợt này là bảo hành cho anh em thoải mái đó. Anh em cứ xài thoải mái ha, đầu 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 1/2 thông dụng đầu đặt nha, không có xài đầu rỗng, thì mấy con này mà xài đầu rỗng không có, nó không có chịu nổi đâu.
Như anh cứ đòi 201, 201 thì mấy con lực tầm 200 mấy 300 đổ lại thì mới đáp ứng được thôi, chứ còn mà lâu tầm lực khoảng tầm 500 đổ lên là thấy cái đầu 201 là nó gánh không nổi rồi đó. Rồi, thân máy là 950, cũng bao ship luôn. Thân máy là bảo hành cho anh em 6 tháng nha. Đó, 950. Xài chân pin Makita. Chân pin M21 hoặc là mấy cục pin đế tông mà dạng M21 là anh em xài được á. Còn đế tông là cái đế tông mà cái có cái chuẩn là chuẩn D là không xài được nha. Chuẩn M thì xài được, còn chuẩn D là nó khác nữa, nó khác cái hãng. Rồi, đợt này em về được cái mẫu vít nè. Mẫu vít 73, 73 nhưng mà mày là phiên bản mạch cải tiến nha, tại 73 là lâu lắm mà bữa giờ không có nhập. Thì nó không có cải tiến cái mạch nên là nó không em không nhập. Bây giờ nó cải tiến cái mạch nè. Con này thì nó ngoài 5 cấp chỉnh tốc độ ra. 1 2 3 4 5. Đó, 5 cấp chỉnh tốc độ mình sẽ có thể chỉnh thêm được A và B. A là tự động nè, chạy chậm không? Anh em thấy bấm cò hết, nó vẫn chạy chậm ha. B nè. B là bấm cái là nó chạy mát tốc nha. Đó. Đó, cái kia là chỉ cần mình nhấn là nó chạy mát tốc, còn A này là auto. Auto là nó sẽ chạy theo cái lực. À, không có tải nó chạy chậm nha. Này, em để em gắn cái tiếp vô. Con này đặc biệt là đợt này nó nâng cấp cái đầu gà vít luôn. Đầu gà nhanh ha, chỉ cần đẩy vô thôi, không có cần kéo cái như mình thi. Đầu gà nhanh nè. Anh em chỉ cần lấy một vít đẩy vô là tự nó giữ. Thấy không? Không cần kéo cái kéo vô như cái bản thường. Đây, đang ở cái đồ auto ha. Là chữ A thì em sẽ giữ nè, giữ mua vít hay tự nó tăng tốc lên đó. Cái dòng con này bắn mà nó bay vô luôn, gắn chưa chặt rồi. À, cái dòng này gắn chưa, nó chưa vô cái khớp hả. Thì cái độ mức A của nó, cái mức A của nó là anh em bắn, ví dụ mình bắn vô đồ nhẹ thì nó sẽ chạy không hết tốc nha, nhưng mà đồ càng nặng thì cái tốc nó càng tăng. Đó là mức A. Còn mức B là bấm cái là chạy luôn. Đó, bấm cái là chạy hết tốc luôn. À, ngoài ra bấm tắt mình thì sẽ chế độ bình thường. Đó, chế độ bình thường. Chỉnh lực nhanh anh em bấm trước nè. Chỉnh lực nhanh ha, 1 2 3 4 5 nè. 1 nè. 2 nè. 3 nè. 4 nè. 5 nè. Đó. Dòng này thì tua thực tế nó khoảng tầm 3200 hơn một chút xíu. Đó, 3200 vòng, 3200 vòng trong 1 phút. Đó. Tem nè. Nói chung tem thì đồ China nhưng mà tem thì nó hơi chát máy hãng thôi, nhưng mà này là máy China nha, không phải máy chính hãng nha. Đó. Rồi, combo này em đang bán giá tốt là 1 triệu mốt 30 ngàn thôi, bao gồm một thân máy, một cục pin đóng 4A và kèm một sạc 2A độ tốt như vậy, nó sạc lớn. Thì combo này là 1 triệu mốt 30, 1 triệu mốt 30 bao ship, 1 triệu mốt 30 bao ship cho combo một thân máy, một pin, một sạc và pin với là máy là bảo hành 6 tháng cho anh em nha. Đó. Rồi, ngoài ra thì anh em có thể lựa chọn cái phiên bản pin 21700 cũng dung lượng 4A nè. Cái này thì nó nhìn nó gọn nhẹ hơn, nó chỉ dài hơn cái phần này chút xíu à, nhưng mà được cái form ở dưới này nó sẽ ngắn hơn, nó gọn hơn, anh em nhìn nó gọn hơn ha. Đương nhiên trọng lượng nó cũng sẽ nhẹ nhẹ hơn một chút xíu. Đó, anh em nào leo chèo trên cao mà không có thích cồng kềnh thì lấy cái này. Nhưng mà em nhắc là cái cục pin này á, thì chỉ chạy cho những cái cây vít này thôi nha, hoặc là những cái cây khoan nhẹ thôi, không xài cho máy mài hoặc là máy cắt hoặc là máy bê tông mà rút lỗi gì đó thì không xài được những dòng đó. Tại vì cái mạch nó với lại cái một hàng sale thì nó không có đáp ứng đủ công suất cho chạy mấy dòng đó. À, còn mười vít với lại mấy cái khoan mà hai chức năng 18 thì anh em chạy vô tư nha. Đó. Đấy, cái combo này giá nó lại mềm hơn. Đó, cái combo này giá lại mềm hơn. Đó, một máy một pin một sạc. Cái combo này là giá là 990 thôi. À, tại vì cái cục pin này giá thành nó thấp hơn thì cái giá nó combo nó sẽ tốt hơn. Đó. Ví dụ anh em xài gia đình thì xài một combo này dung lượng pin nó vẫn là 4A. À, mình không có xài mấy cái máy bê tông máy mài thì mình xài cục pin này là thoải mái rồi. Đó, cái combo như vậy nè là chỉ có 990 thôi. Đó, 990 ngàn, ngon lành luôn ha, máy không than. Chỉnh tốc đồ, chỉnh nhanh đồ đây.
chỉnh nhanh như mấy hãng luôn ha, đầu gà nhanh luôn. Con này nói chung là đợt này nó thiết kế nâng cấp đáng tiền ha, thêm đầu về ghét nhanh rồi thêm mạch cải tiến thì chỉnh được thêm một cái tắp tốc độ rồi thêm cái hai cái chế độ nữa, cũng rất là đáng tiền. Vỏ bi vẫn có bao ly đầy đủ hết nha, đó bao ly đầy đủ hết. Rồi em nhắc lại là combo vậy là 990 hả cho cái pin 27004A đó, nhỏ gọn. Anh em mà xài gia đình thì đậu con này vô tư, hoặc anh em làm quảng cáo nói chung là không có làm cái việc gọi là quá nặng thì vẫn xài cái combo này thoải mái luôn đó. Giá nó hợp lý đó, 990 thì pin với máy là vẫn bảo hành cho anh em là 6 tháng nha, bảo hành 6 tháng bình thường. Rồi thì nãy giờ chắc có nhiều anh em sẽ thắc mắc là không biết có bán lẻ thân máy không nha, chắc chắn phải có rồi đó. Tại vì nhiều trường hợp anh em mua máy không rất là nhiều, mình đã có pin sạc rồi nhưng lẽ mua nguyên combo vậy thì dư pin quá không làm gì đó. Đây thì em sẽ có bán cái thân máy không cho anh em vậy, thân máy không nó có kèm cái hộp hộp giấy thôi nha. À này kèm cái móc treo luôn, đợt này cái 73 này thì nó sẽ tặng thêm theo cái móc treo như vậy đó. Đây móc treo, móc treo thì có anh em xài có anh em không xài, nói chung là tặng kèm thì mình sẽ tặng kèm thôi đó. Rồi cái thân máy này em sẽ có hai giá, 585 thì sẽ bảo hành cho anh em là 3 tháng đó, bảo hành 3 tháng cho cái thân máy đó. Dù anh em mua thân máy không á, thân máy không bảo hành 3 tháng rồi là 585.000 bao ship nha đó, vẫn bao ship cho anh em luôn đó, mua thân máy không là vẫn bao ship 585.000 ha. Còn trường hợp anh em nào mà không còn bảo hành luôn, ví dụ anh em đó anh ở xa sâu quá bảo hành máy móc thì nhiều khi đồ điện tử nó cũng giống nhau thôi, nói chung là máy móc thì anh em giao cho anh em là dẫn một xưởng, nói chung là chất lượng không có khác gì hết, dẫn cái ở chế độ bảo hành với không bảo hành, nói chung là đồ điện tử thì chắc chắn là phải có rủi ro, ví dụ mấy cái máy mấy chục triệu mà điện thoại rồi nó cũng phải có xác suất nó này nó kia chứ không thể làm chắc chắn 100% được ha. Còn anh em nào mà mua không bảo hành là giá 485.000, 485.000 là không bảo hành ha. 485 là không bảo hành, còn 585 là bảo hành cho anh em 3 tháng. Cái kèm cho mình cái móc treo như vậy nha, móc treo về mình gắn vô, gắn bên này cũng được, đó, tùy. Màu xanh, em có màu đỏ đô nữa nha, đỏ đô mà hồi chiều mới hết, chưa có quay ở đây. Mà đỏ đô thì nó giống như cái mẫu 72 vậy nè. Này, màu đô nó y chang màu này luôn, nhưng mà nó là phiên bản 73 thôi. Còn màu 72 thì em vẫn bán bình thường, đó. Em hai đợt này thì giá vẫn như mọi khi thôi hả, giá thì sẽ hôm nay sẽ cập nhật giá bằng cái bộ này luôn. Nói chung là 723 thì đợt này giá nó sẽ bằng nhau, 72 thì giá combo vẫn là 1 triệu mốc 30, một máy một pin một sạc cho cái combo 4A đó, combo 4A xem 18650 nha. Em nhắc lại tại sao là giá cái combo pin 4A 18650 lại cao hơn là cái pin một pin 21700 ha. Thứ nhất tại vì cái này cái số xe nó nhiều hơn thì cái giá thành nó cao hơn, với lại cái dòng xả thì nói về dòng xả thì cái cục pin 21 cái cục pin mà 10 cell 18650 này thì dòng xả nó sẽ cao hơn cái cục 4A 21700 ha. Đó. Thì giải thích sơ cho anh em hiểu để nhiều anh em cứ thắc mắc. Rồi, combo này là 1 triệu mốc 30. Đó, miễn phí ship nha. Đó, cái máy không than. Nói chung con này hàng China nhưng mà nó làm rất là chất lượng luôn. Anh em xài nói chung là không có hư lạc vặt đâu, nói chung là China giờ mà nếu mà nhập đúng xưởng đúng chất lượng thì rất là ngon nha, không phải dở đâu, không như hồi trước mà dạng lơm cơm đâu, giờ nó rất là ok. Đầu gài vít mấy con này là đầu bạc đạn hết, như là nó hạn chế độ rơ tối đa luôn. Nhưng mà về cái mẫu mà đèn led thì 72 nó vẫn ưu điểm hơn, mà đèn led nó vẫn sáng hơn là mẫu 73 đó. Nhưng mà về cái phơm thì mẫu 73 nó sẽ gọn hơn nha, cái phơm phía trên này nè thì 73 nó sẽ gọn hơn là 72 chút xíu đó. Thì để hình dung cho dễ thì em sẽ lấy hai cái máy em để gần cho anh em coi. Đây nó sẽ là như vậy đó. Phần ở trên này thì nó sẽ 73 nó sẽ gọn hơn 72, nhích hơn chút xíu thôi đó. Cũng 80 thôi đó. Nói chung thì thiết kế thì mỗi anh em mỗi người mỗi ý ha. Anh em thích mẫu nào thì mình cứ lấy mẫu đó thôi đó. Thì phần chi tiết em cố gắng em quay em nói rõ hết mức cụ thể cho anh em chọn cho nó dễ ha. Rồi combo một máy một pin một sạc thì chế độ bảo hành như nhau nha, pin với máy là 6 tháng. Rồi 1 triệu mốc 30 bao ship. Con này anh em đi cài là lấy rất là mau lấy vốn luôn, nhưng mà thợ nhiều đầu tư tầm mấy bộ là anh em xài rất là mau lấy vốn mà nó chạy việc nè. Này 72 nè đó, phiên bản pin 21700 thì đương nhiên giá nó sẽ thấp hơn,
giá vẫn như con 73 thôi, 999 ha. Full bộ chinh về 999, anh em xài gia đình tàu cái bộ này là quá ngon. Bao anh em xài thoải mái nha, bảo hành cho anh em 6 tháng luôn, máy với pin bảo hành 6 tháng xài thoải mái không cần phải suy nghĩ. Thì xài cái mấy cục pin anh em xài cho quạt vô tư nha, nói chung quạt thì nó không ăn dòng nhiều thì xài thoải mái. Nói chung là đựng mấy cục pin 21700 mà một hàng thì đừng có chạy máy mài hoặc là máy bê tông hay là máy rút lõi được thôi. Ngoài ra thì nói chung là máy mài anh em chạy vẫn được nhưng mà đừng có ép tải quá thôi, chạy mài lật đặt nhẹ vẫn được luôn, không phải là không được nhưng mà vẫn được, nhưng mà nó không có bền bằng mình xài cái xeo, cái loại 10 xeo thôi. 10 xeo thì dòng xả nó cao hơn, mình chạy nó ít nóng pin hơn, cái tuổi thọ pin mình nó tốt hơn thôi. Vậy nguyên lý là như vậy. Rồi combo là giá 999 ha, 999 combo là giá cực kỳ tốt luôn, bao ship 999 đó. Anh em sẽ được cái combo như vậy, một máy một pin một sạc. Rồi thân máy 72 thì em vẫn bán lẻ như mọi khi ha đó. Giá sẽ đợt này sẽ cập nhật và bằng giá 173 như vậy, 485 là bao test cho anh em một tuần đó, test thoải mái, lỗi thì trả hoàn tiền đó. Anh em nào muốn bảo hành thì em sẽ bảo hành cho mình là 3 tháng thì giá nó sẽ khác là 585.000 ha. Rồi, cái bảo 72 này thì cảm nhận cái tiếng máy anh em sẽ thấy là nó hơi nhỉnh hơn xíu ha, cái là cảm nhận riêng của em. Anh em coi video thì anh em cũng thấy, thì mỗi người một cảm nhận, là cảm nhận là cái bảo 72 nó xài nghe chạy cái tiếng máy nó lướt hơn, nó lướt nghĩa là nó nhẹ hơn là mẫu 73 đó. Về bằng tổng quan thì nói chung là anh em về mà xài, mình đi làm nói chung cũng không cần nghe tiếng máy, thì mình cứ chọn cái mẫu nào dễ mình xài thôi. Hai con này thì lực nó cũng xem nhau ha, vòng tua nó cũng nghe nhau thôi, nói chung là cũng không xê xích gì nhiều ha. Rồi anh em nào mà có nhu cầu mua thân máy thì em có thể báo giá cụ thể đó, mình có thể chọn thân máy thì 72 vẫn có màu đỏ và màu xanh dương nha, xanh truyền thống Makita. Rồi em qua mẫu 168 thì con này là thực ra con này bên xưởng có gửi tem nhưng mà em không dán tem thôi, thấy cái mẫu này nó dán tem để gì nó đẹp hơn. Còn anh em nào mà vẫn muốn có tem thì cứ nói em nha, em sẽ gửi kèm tem thôi. Con này á thì nó có chế độ auto top ở chiều ra này, auto top. Về tiếng máy thì anh em nghe tới nó khác cái dòng mà xanh dương này đúng không, dòng xanh dương của Denton này, vì nguyên lý là đúng rồi, tại vì cái cây này là nó để cánh quạt ở sau đuôi, còn cái cây này nó để cánh quạt trên giữa, nên là cái tiếng máy nó khác cái gì hết. Thì mỗi hãng nó thiết kế mỗi cái tiếng máy khác nhau, không nào giống nào. Rồi về chiều vô nó sẽ có 3 cấp, 1 2 3, 1 2 3. Dòng 168 này thì sẽ kèm cho anh em sạc đế, hoặc là anh em muốn lấy cục sạc adapter vẫn được nha. Hả? Adapter chu cắm vẫn được luôn, tại vì nguyên lý con này nó sạc xài chu cắm bình thường. Chu cắm nè. Anh em xài cục sạc 168. Còn không thì anh em lấy cục sạc đế như vậy. Tùy theo anh em muốn chọn nào cũng được hết. Rồi, combo này là 750 ha, 750 cũng bao ship luôn. Con này thì nó khỏe hơn mấy con 12 nhiều. Nói về cái chức năng thì nó khỏe và nó cái độ mà hoàn thiện là độ trải nghiệm nó ngon hơn mấy cái 12 nhiều ha. Nói ra 168 thì nó chỉ yếu hơn 18 thôi, 12 nó mạnh hơn nhiều rồi. Rồi combo này giá cũng cực kỳ tốt luôn, 750 ha. Thì cái combo 168 thì trước giờ em vẫn bán hai mẫu này, mẫu đen tông này. Con đen tông này được cái nó xài đầu vít gà nhanh nha, nhưng mà con đen tông này á nó là xài cái đầu bạc đạn nha, không phải là đầu thao. Còn cái con mà vít này là nó sẽ là xài bạc thao nha. Đó, bạc thao thì đương nhiên nó sẽ có cái độ relax nhất định, nó không thể nào như là cái bạc đạn được, nó có cái độ rắc, nhưng mà nói chung là máy mới thì nó trong cái phạm vi cho phép, nó không có lắc nhiều ha. Đó, còn con này là nó xài đầu bạc đạn luôn, nó không thấy đầu rơ luôn, nói chung là mình lắc mà nó không thấy nó lắc luôn. Đó, bạc đạn thì đương nhiên là nó hạn chế cái độ rắc rơ lắc tối đa rồi. Cái mẫu này thì được cái là anh em làm trên cao, mình làm một tay rất là tiện, tại vì nó có chế độ chỉnh lực, chỉnh nhanh đó, kiểu chỉnh nhanh như mấy con máy hãng 171 Makita vậy đó, 171, 72, 73 đó, không chỉnh nhanh. Với lại con này thì cấp chỉnh lực anh em nhìn, nếu mà để ý rõ thì nó sẽ chỉnh nó rõ ràng hơn nha. Số 1 nè, số chậm ha, số 2 nè, số 3 nè. Rồi, nó phân cấp rõ ràng này đầy đủ hết, nó không có xem nhau ha. Rồi combo này giá cũng là 750,
đây 750 bao ship nha. Đó, những con này thì hiện tại bên em có chế độ bảo hành cho anh em là 6 tháng. Đó, máy với pin là bảo hành 6 tháng. Đặc biệt là cái dòng này pin là pin đóng nha. Pin đóng chứ không có bán pin theo máy. Đó, những dòng này em chỉ bán pin đóng thôi, không bán pin theo máy. Tại vì pin đóng thì em mới dám bảo hành cho anh em 6 tháng thôi, chứ còn pin mà theo máy chắc bao xài thôi chứ không dám bảo hành đâu. Đó, nói thẳng là vậy. Thì anh em nào mà xài nhiều có thể chọn mua combo. Với những cái combo anh em có thể chọn thêm một cục pin nữa. Thì giá lúc nào nói chung giá lúc nào mà mua pin chung combo thì vẫn tốt hơn ha. Ví dụ anh em mua chung một combo vậy thì cục pin em sẽ tính thêm cho anh em là 200. Còn mà trường hợp anh em nào là mua riêng cái cục pin không thì giá nó là 250 ha. Đó, 250. Còn anh em mua chung combo là 200. Đó, tức nghĩa là mình đã tối ưu được 50.000. Đó, thấy không? Đó, kiểu như vậy. Đó, anh em mua combo một máy, hai cục pin kèm cục sạc là 950. Còn anh em mua một pin là 750 ha. Còn mua lẻ cục pin không là 250. Đó. Anh em có thể lựa chọn. Pin thì bên em vẫn bảo hành cho mình 6 tháng hết nha. Đó. Nói chung mấy cái cây máy này lúc nào cũng cố gắng em nói hết cái ưu điểm, nhược điểm cho anh em để mình chọn cho nó dễ. Là nhiều khi mình không có tiếp xúc trực tiếp cái máy thì nó cũng hơi khó ha. Còn anh em nào cứ muốn tư vấn gì thêm thì cứ kết nối Zalo với em sẽ tư vấn cụ thể hơn. Rồi. Còn cái mẫu cuối cùng là mẫu máy mài nha, mẫu máy mài chỉnh được 3 tóc. Chân pin Makita 18. Con này thì có phụ kiện đầy đủ, có máng che, có tay cầm, rồi có cái đồ mở luôn. Rồi, con này thì đợt này giá nó cũng tốt hơn xíu. Con này đợt này thân máy là 390 nha anh em, 390. Đó. 390 thân máy 390. Thì thân máy em bán riêng thân máy thì con máy mài này em sẽ bảo hành cho anh em 1 tháng. À. Sử dụng chân pin Makita 18 ha. Anh em chạy chân pin Makita 18 thì ví dụ chạy mài nhẹ nhẹ thì cái cục này vẫn đáp ứng được nha. Đây. Vẫn chạy bình thường. À, có bóp. Rồi. Thân máy là 390. 390. Bao ship luôn nha. Đó. Nói chung là mấy cái máy mới thì đa số là sẽ được bao ship hết. Đó. Rồi, anh em nào cần món hàng nào thì cứ liên hệ trực tiếp với em 0938 158 742, em tên là Phúc ở quận Tân Phú, Hồ Chí Minh, hoặc là 0767 560 061. Cái phần địa chỉ em sẽ ghi vào phần mô tả video, anh em vui lòng bấm vào phần mô tả video sẽ có địa chỉ cụ thể nha. Rồi. Cảm ơn anh em rất là nhiều đã dành thời gian theo dõi video hôm nay. Hẹn gặp lại anh em ở cái video tiếp theo. Rồi, em xin chào. Cảm ơn anh em.